Chào cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề về đọc sách. Có người thì chỉ chuộng sách phát triển bản thân, khởi nghiệp, kinh doanh hay làm giàu vì họ muốn áp dụng cái kiến thức vào thực tế để cải thiện cuộc sống, cho rằng là đọc tiểu thuyết thì là hư cấu, lãng phí thời gian vì không mang lại cái lợi ích thiết thực. Ngược lại thì một số người khác lại tôn vinh sách khoa học, văn học kinh điển như là tinh hoa tri thức, xem nhẹ cái việc là sách self-help vì cho rằng nó có cái giá trị thấp. Tuy nhiên, theo mình thì sách cũng như là món ăn tinh thần, mỗi loại mang hương vị riêng phù hợp với khẩu vị khác nhau. Người thì say mê món này, người ưa thích món kia và cũng có người muốn trải nghiệm tất cả để cảm nhận cái sự đa dạng. Mình ăn uống cũng tùy vào hôm, hôm nay thì tâm trạng tốt thì có thể ăn phở ăn bún, hôm sau thì có thể đổi món sushi hay cũng có thể là một nhà hàng nổi tiếng nào khác. Đọc sách cũng tương tự, không phải ngày nào cũng đọc sách kinh doanh làm giàu thì mới cho là đúng, phải dựa vào cái mục tiêu, nghề nghiệp hay cách sống của mỗi con người. Chẳng ai đúng hay sai trong cái việc lựa chọn sách cả, quan trọng là bản thân mỗi người tìm được cái những cuốn sách phù hợp với sở thích và nhu cầu của bản thân. Đáng quý hơn cả là trong cái thời đại công nghệ bùng nổ, thời đại AI như bây giờ thì văn hóa đọc dần mai một, nhiều người trẻ lại chọn video ngắn này trên các cái nền tảng xã hội thay vì sách. Việc bạn cầm một cuốn sách lên để đọc đã thể hiện sự trân trọng đối với tri thức rồi. Và mình có làm một cái chủ đề về thú vui mì ăn liền, tại sao bạn nên sống chậm lại, mình sẽ để ở phần mô tả để bạn có thể xem cái video này. Thay vì so sánh ai tri thức hơn ai, ai đọc sách có tiềm năng hơn, hãy tôn vinh cái giá trị của sách và trân trọng những cái nỗ lực của mỗi người trong việc bồi dưỡng tâm hồn. Đọc sách không phải là để tỏ ra hơn người, mà là để mở rộng tâm trí, khơi gợi cái sự tò mò, suy ngẫm, chiêm nghiệm. Khi ta đọc với tâm hồn rộng mở, ta sẽ tiếp thu được cái nhiều kiến thức, góc nhìn mới mẻ, từ đó hoàn thiện bản thân. Vì vậy, hãy cứ đọc sách theo sở thích. Đừng ngại khám phá những cái thể loại mới bởi tri thức ẩn chứa trong mỗi trang sách luôn đẹp đẽ và đáng trân trọng. Sau đây là 5 lý do cực kỳ thuyết phục để bạn nên đọc sách. Thứ nhất là đọc sách, cái chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức. Mỗi cuốn sách là một cái vũ trụ tri thức ẩn chứa vô số điều kỳ diệu, từ những câu chuyện cổ tích mà bạn đọc hồi nhỏ cho đến những cái vần thơ bay bổng, đến những kiến thức khoa học uyên thâm. Tất cả đều góp phần bồi dưỡng tâm hồn, trí tuệ của bạn. Thứ hai là đọc sách để nâng tầm cái tâm hồn và hoàn thiện bản thân. Bạn muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, đọc sách sẽ giúp bạn rèn luyện tư duy, bồi dưỡng đạo đức, trau dồi cái kỹ năng và hoàn thiện nhân cách của bạn. Những cái câu chuyện về lòng dũng cảm, sự hy sinh hay là những cái bài học về tình yêu đôi lứa, tình bạn sẽ khơi gợi cho bạn những cái cảm xúc cao đẹp và truyền cảm hứng cho cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Thứ ba là đọc sách để bứt phá giới hạn và khám phá thế giới mới. Bạn muốn du hành đến những cái vùng đất xa xôi, khám phá những cái nền văn hóa khác biệt hay trải nghiệm những cái cuộc phiêu lưu kỳ thú thì chính đọc sách là cỗ máy thời gian đưa bạn đến mọi miền đất, mọi thời đại. Bạn có thể phiêu lưu cùng Harry Potter trong thế giới phép thuật hay cũng có thể là khám phá bí ẩn cùng với vũ trụ của Stephen Hawking. Thứ tư là đọc sách để giải tỏa căng thẳng, thư giãn cái tâm hồn của mình sau mỗi ngày làm việc vất vả, bởi vì là cuộc sống rất là bận rộn, khiến bạn luôn mệt mỏi, căng thẳng, kiệt sức, thì hãy tìm đến những cái trang sách để xoa dịu cái tâm hồn. Những cái câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước hay là những cái vần thơ lãng mạn sẽ giúp bạn giải tỏa cái áp lực và tìm kiếm cái sự bình yên trong tâm hồn. Thứ năm, đọc sách kết nối tri thức, lan tỏa yêu thương. Đọc sách không chỉ là cái hành trình của riêng bạn, bạn có thể chia sẻ cái niềm đam mê đọc sách với bạn bè, với gia đình, với người thân hay là với con của bạn, tham gia các câu lạc bộ đọc sách, trao đổi cái cảm nhận và cùng nhau khám phá thế giới tri thức. Đọc sách bằng nhiều ngôn ngữ, tiếng Việt, tiếng Anh hay bất cứ ngôn ngữ nào mà bạn biết, bạn yêu thích. Ví dụ như bản thân mình nhé, thì mình sẽ đọc sách kinh doanh phát triển bản thân bằng tiếng Anh vì mình đã từng học quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh, cho nên cái ngôn ngữ này sẽ gần với mình hơn. Còn đọc các cái tiểu thuyết văn học phương Tây bằng tiếng Ba Lan, theo cái ý kiến của mình ý, thì người dịch là người Ba Lan sẽ dịch sát hơn, vì dù sao thì cái văn hóa phương Tây và phương Đông cũng có cái sự khác biệt rõ rệt. Một người châu Âu dịch sách của người châu Âu hay phương Tây sẽ gần gũi và hiểu hơn. Tương tự như vậy, khi mà mình chọn sách văn hóa Á Đông thì hay là tiểu thuyết hư cấu, mình sẽ chọn đọc tiếng Việt. Đọc sách ngoại ngữ giúp bạn nâng cao cái khả năng ngôn ngữ, khám phá văn hóa mới mẻ. Cách suy nghĩ và trí tưởng tượng của bạn cũng sẽ thay đổi theo từng ngôn ngữ, sẽ đa dạng hơn và có chiều sâu hơn. Những cái lo lắng của việc đọc sách là gì?
bạn lo lắng vì không có thời gian thì bạn hãy tận dụng những cái khoảng thời gian rảnh rỗi như là 30 phút trước khi đi ngủ này, 15 phút chờ đợi ai đó hay là di chuyển trên xe buýt, tàu điện ngầm. Mỗi ngày một ít tích tiểu thành đại, bạn sẽ ngạc nhiên với số lượng sách mình đọc sau một thời gian. Có thể là nghe audiobook, sách nói khi lái xe hoặc ở trên máy bay hoặc ở trong khi chờ đón con chẳng hạn sau mỗi giờ học. Bạn lo lắng vì không biết chọn sách gì, bạn có thể tham khảo các cái bài review, blog, chia sẻ sách hoặc là hỏi ý kiến bạn bè từ những người có tầm ảnh hưởng lớn mà bạn đang theo dõi trên mạng xã hội. Đừng ngại thử nghiệm những cái thể loại mới. Đọc sách như là trưởng thành theo thời gian với mình ý. Hồi mà mình còn trẻ thì mình không đọc sách tâm lý, xã hội học hay là sách phát triển bản thân đâu, mà thường đọc những cái sách tuổi như là tuổi teen này, tiểu thuyết hư cấu hay là sách văn học đại tràng. Giờ đây thì khi mình đã trải qua thời gian bị trầm cảm, lo âu thì mình đã tìm tới những cái cuốn sách self-help này, tâm lý học này, phát triển năng lực bản thân để tìm ra cái giải pháp hữu ích nhất. Cho nên không gì tốt hơn là thử đọc nhiều thể loại, biết đâu bạn sẽ khám phá ra cái niềm đam mê mới hay là giúp ích trong cuộc sống của bạn. Bạn lo lắng vì tốn kém, bạn có thể mượn sách từ thư viện, tham gia cái hội nhóm trao đổi sách là những cái cách hay để tiết kiệm cái chi phí của bạn. Ngoài ra thì bạn cũng có thể tham khảo những cái cách thức khác để tiếp cận sách với chi phí hợp lý. Mua sách cũ này, sách cũ thường có giá rẻ hơn sách mới mà chất lượng vẫn tốt, giúp bạn tiết kiệm cái ngân sách của bạn. Đăng ký gói mượn sách online, bởi vì nhiều cái thư viện hiện nay cung cấp cái dịch vụ mượn sách online giúp bạn truy cập kho sách khổng lồ và đọc được cái sách mọi lúc mọi nơi. Thư viện ở Ba Lan còn trả tiền đăng ký online qua ứng dụng cho bạn hàng tháng này, bạn có thể dùng miễn phí qua tài khoản chung. Tham gia các cái hội nhóm trao đổi sách ở trên mạng xã hội chẳng hạn, thì hoặc là cái nơi mà bạn ở, trường lớp, nhóm yêu sách gần nơi bạn sống chẳng hạn, để trao đổi mua bán sách cũ với giá rẻ hoặc thậm chí là miễn phí. Nơi gần nhà mình còn có để giá sách để mọi người tiện trao đổi những cái cuốn sách họ đọc, và không cần đến nữa những cái dịp như là hội sách này, ngày quốc tế sách này cũng là cơ hội để bạn có thể trao đổi, tận dụng chương trình khuyến mại nữa này. Nhiều nhà sách thường xuyên tổ chức chương trình khuyến mại, giảm giá sách hay dọn dẹp kho hàng sách dịp cuối năm giúp bạn mua sách với cái giá rất là rẻ, với giá ưu đãi. Hãy nhớ đọc sách là hành trình của riêng bạn, đừng so sánh bản thân với người khác là họ đọc gì, tận hưởng cái từng trang sách để tri thức và cảm xúc len lỏi vào tâm hồn, nuôi dưỡng bạn từ bên trong là cách để thổi bùng, sáng tạo. Bạn có thể ghi chú cảm nhận, trích dẫn hay là lưu giữ những cái ý tưởng, bài học quý giá từ sách, viết blog, review sách, chia sẻ cảm nhận về sách với cộng đồng, với cả bạn bè, sáng tạo nội dung từ sách như là viết truyện ngắn này, thơ, vẽ tranh dựa trên cái cảm hứng từ sách. Mình đây chính là người hay thích ghi chép lại những cái câu nói hay này từ các cuốn sách và sau đó là sử dụng để chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, hoặc là lấy ý tưởng làm bài viết, video, podcast hay là blog. Và mình muốn kể một câu chuyện bên lề nhé. Mình trước kia có một cái tủ sách đầy ắp, sau một thời gian thì mình theo lối sống đơn giản, có chút tối giản, mình đã tặng và bán sách cũ online để thay vào là bằng những cái cuốn sách điện tử và sách nói. Nhất là sách cho con trai mình ý, ban đầu mình mua rất là nhiều và cái số tiền cũng lớn nữa. Có những cái cuốn sách chỉ đọc có một hay hai lần rồi vứt bỏ cho một ai đó, hoặc là một góc trên kệ sách để cho bụi dính đầy. Và sau đó thì mình cũng tìm cách đem bán online, tất nhiên là với giá rẻ rồi, nhưng còn hơn là để nó dính bụi mốc meo một chỗ. Nên mình đã rút kinh nghiệm là chỉ mua những cái cuốn sách mình thật sự yêu mến, còn lại thì mình có thể mượn từ thư viện, sở hữu một ebook kiểu như dạng Kindle của Amazon, chiếc Kindle nhỏ gọn, pin sạc xong dùng được cả tháng, mình lại mang đi đâu cũng tiện. Tủ sách trong mơ của mỗi người mỗi khác, tùy vào hoàn cảnh hay không gian sống của bạn. Riêng mình thì mình ở nhà chung cư, căn hộ nhỏ nên để có một cái tủ sách cao tích lũy qua 5 tháng e rằng sẽ ngập một nhà sách luôn, cho nên cũng dựa trên cái sở thích và cách sống thôi các bạn ạ. Đọc sách để tâm hồn bay bổng, để cho trí tưởng tượng phong phú, cũng như là khi ta thường thưởng thức món ăn này, có lúc ta muốn trải nghiệm cao sang, có lúc lại ưa thích bình dị, giản đơn. Mỗi người một gu, hãy tôn trọng cái sự đa dạng trong việc lựa chọn sách, mua sách hay là cách mà bạn đọc sách, và cùng nhau lan tỏa tình yêu đọc đến mọi người, đến cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của ngày hôm nay. Nếu như các bạn có bình luận hay là có cái ý kiến gì về việc đọc sách thì các bạn có thể bình luận phía bên dưới. Và mỗi like hay là subscribe sẽ giúp mình có cái động lực để có thể tiếp tục ra những cái video bổ ích nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn.